Các bác, hôm nay thì chiếc xe này là chiếc xe ngày 28. Hôm nay là tối 28 thì em bán chiếc xe Zinger này các bác ơi, cho anh em ở trên Hà Nội nhé. Và anh em xuống tận đây ấy luôn. Thì như thường lệ là sẽ có một chương trình rút thăm trúng thưởng nhá, rút thăm lì xì nhá. Ok các bác nhá. Đây là anh Kiên này, mua con Zinger đấy, thì hôm nay sẽ bốc một cái lì xì. Cứ lấy đi, cứ lấy cả đạo cũng được. Rồi xem ở trong là bao nhiêu, giải mấy đấy, xem giải mấy để... Giải gì? Không biết cái giải này. Có giữ có chữ đấy, có chữ đấy. Đọc chữ đấy. Giải 3. Giải 3 được 100.000 thôi. Đấy. Ok nhá. Vâng, ok anh. Ok được rồi. Vâng. Bây giờ sẽ là trao tiền. Anh Nguyễn cầm 100 nhé. Trao tiền cho anh Kiên luôn cho nó may mắn vui vẻ. Không phải đâu, ở đây đây. Đây anh. Đấy, anh trao cho anh em cái. Đấy. 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 Hai anh em nhận nhá. Đấy là giải 3 nhá, giải 3 được 100.000. Đấy là cái lộc may mắn thôi nhá. Ok đấy, thì về anh em về đi tiếp tục bền thì giới thiệu cho cửa hàng thêm khách nữa nhá. Dạ vâng ạ. Rồi.